Dạ, xin chào anh chị và các bạn. Trên tay em là sản phẩm ốp lưng Ilago dành cho iPhone 14. Và đây, Ilago là thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại Hàn Quốc nên là chất phải nói là chất lượng rất là tốt. Đây là một chiếc ốp lưng dẻo màu trong như thế này và đi kèm với màu tím, nhìn rất là đẹp. Và trên tay em là một sản phẩm iPhone 14 và em sẽ ốp vào lưng và thử xem. Đây, sau khi mà gắn vào thì rất là dễ dàng. Màu tím và màu xanh nhìn rất là hài hòa với nhau. Và phần camera được làm nhô lên như thế này để bảo vệ phần camera được tốt này. Phần màn hình trước cũng được làm nhô lên, cao lên và cũng giúp bảo vệ màn hình khi mà có xảy ra rơi rớt xuống như thế này. Và một sản phẩm rất là đẹp nên là dễ dàng tái chế. Và đây là toàn bộ sản phẩm.